Xin chào các chư vị thập nhị sắc quân. Hôm nay tại hạ muốn gặp mặt tất cả các chư vị ở đây, không phải để bàn về việc phân chia ranh giới, mà tại hạ muốn thông báo tới các chư vị một tin không vui, có ảnh hưởng trực tiếp tới sự tồn vong sắc phái các chư vị. Đêm qua tại hạ nhìn lên trời và thấy xuất hiện một vị tinh tú chói sáng ở phương nam. Chắc chắn nơi đây sẽ sản sinh ra một anh hùng. Và quả nhiên, sau khi tại hạ cho chim tinh gia dùng ma thuật chiếu yêu, đã thấy tất cả. Người này sinh ra để thống nhất thập nhị sát quân. Sau đây tại hạ xin mời các chư vị hãy mục kích sở thị sẽ rõ. Tại hạ không dám ngoan ngôn. Xin mời.
Xin các chư huynh đệ đừng đánh nhau nữa. Chúng ta đều là anh em một nhà mà. Ai anh em với nó? Đồ đó. Ai thèm là anh em với tôi quay? Đồ đâu? Quay. Đồ đó. Đồ đó. Đồ đâu? Đồ đâu? Thôi. Xin các huynh đệ hãy nghe tôi nói đã. Xóm trâu và xóm bò, trước kia chúng ta đều là anh em, nhưng vì muốn tìm ra thật nhiều cỏ cho trâu bò ăn nên họ phải tách nhau ra để đi tìm những đồng cỏ non. Dần dần trâu bò nhiều mà cỏ thì quá ít, nên họ phải đi thật xa để tìm những đồng cỏ mới. Đi xa mãi rồi quên nhau luôn. Lúc quay trở về họ không còn nhìn ra nhau nữa, mà tưởng là kẻ thù mới tới chiếm đồng cỏ của mình. Từ đó sinh ra chiến tranh triền miên giữa hai phái trâu và bò. Mày là ai? Mày dám ngăn cản tụi tao? Tại hạ tên là Anh Hùng. Ha, Anh Hùng hả? Kệ mày chứ. Hôm nay tao phải quyết đấu với tụi xóm bò. Tụi bay tấn công! Tấn công! Sao? Còn muốn đánh nhau nữa không? Cũng nữa chứ ta! Tấn công! Sao? Còn muốn đánh nhau nữa không? Chịu hòa bình chưa? Thủ đó! Nếu đã tôn ta làm thủ lĩnh thì hãy nghe ta đây. Đất nước đang bị đại loạn bởi 12 sát quân cứ đánh nhau tranh giành lãnh thổ triền miên, khiến cho người dân sống trong cảnh đói khổ chết chóc. Các anh em mỗi người hãy bẻ một cành lao, chúng ta sẽ tập cờ lao trận để đi công thành, thống nhất thập nhị sát quân về một mối, đem lại sự bình an cho xã tắc muôn dân. Các huynh đệ có đồng ý không? Đồng ý. Đi theo ta. Công chi mà thâm hậu quá vậy hả? Trời ơi, nó ném cầu bò thiệt là ghê quá đi. Quên là cầu thủ. Làm sao bây giờ? Lần này chết chắc. Xin các chư vị đừng lo lắng. Để diệt trừ hậu quả, ngay từ lúc này, mỗi sát quân hãy cử ra những cao thủ giỏi nhất. Ta sẽ đồng loạt truy sát hắn trước khi hắn kéo quân về công thành. Còn bây giờ, ta sẽ lập một trận đồ gọi là thập nhị ma trận để đối phó với cờ lao trận của hắn. Các chư vị có lãnh ý của ta không? Hey,
khai trận. Vậy đi trễ học rồi. Mẹ, con đang luyện công tự dưng mẹ kêu con dậy. Công với phu cái gì? Vẽ gì đây? Đồ của con mẹ đừng có coi. Thắng à, mẹ mua bán cực khổ, mượn thêm tiền mua cho con cái máy vi tính này để cho con học. Mẹ muốn con học thành tài. Năm nay mà con không có tốt nghiệp đại học được á nghe, thì ở nhà bán phở luôn với mẹ ha. Con mà thi rớt hả, con đi giang hồ luôn. Hả? Con nói gì Thắng? Mẹ, mẹ đừng có lo, con không làm phụ lòng mẹ đâu. Hả? À, cho hai tô phở đi dì hai ơi. Dạ dạ có liền. Mày nhớ sáng nay đi họp đó nha. Dạ. Mẹ con nghe gì? Sao bà chủ? Này 3 tháng rồi không đóng tiền, hay là muốn nghỉ bán? Mấy chú thông cảm, vì tháng này bán ế quá. Mẹ, ế mà có tiền mua máy vi tính cho con. Tôi mượn tiền để mua cho con tôi nó học mà. Không có nói nhiều, đập cho tao. Chạy luôn, chạy luôn. Mày ra đi. Lần này tôi cảnh cáo bà, lần sau tôi phá bên nhà bà luôn. Đi thôi mày. Thắng ơi, Thắng, Thắng, con làm cho tôi gì vậy? Bỏ đi con. Anh cho tôi một con nữa đi. Trời ơi, đừng, đừng bỏ mẹ tôi. Thắng ơi, Thắng ơi. Mẹ có sao không mẹ? Sao tụi nó phá quán mình vậy mẹ? Con ơi, tụi nó là dân giang hồ ở đây rồi con à. Nó ta đi để lấy tiền bảo kê. Mẹ thiếu nó mấy tháng rồi mẹ chưa có đưa. Quán nhỏ vậy mà tụi nó lấy tiền bảo kê, sao mẹ không báo công an đi? Con ơi, làm ăn mà ai cũng muốn được mẹ yên ổn hết á. Con đi học đi, mẹ lo được mà. Đi đi con. Ôi da. Mẹ. Ôi. Đi anh.
giờ học rồi. Bye. Cho em xin lỗi. Thôi. Anh ơi. Bỏ đi. Thôi lại nữa, dạ của quỷ. Tụi này là ai mà láo vậy? Ê, mày mới vô nên không biết. Tụi này là sinh viên học lâu năm mà chưa ra trường được, chuyên gây gỗ đánh nhau. Hai thằng đi đầu là Đông Tài và Tây Độc của Võ Lâm. Tên gì kỳ vậy? Tên tụi nó là Đông và Tây, nhưng đích chơi game là Đông Tà Tây Độc. Con nhỏ lùng lùng giống ca sĩ Thanh Thảo á, tên là Nga, tự là ban chủ Nga Mi. Còn con nhỏ chân dài tên là Thúy, gọi là Thúy Yên cô nương. Nè nè, thằng này mới ghê. Anh Minh, cái này tới giờ mình lên mạng không thành gì anh. Sao hôm qua em gửi cái áo choàng anh không nhận? Anh chê đồ em hả? Áo của mày bằng mấy cây bổng của tao không? Ảnh còn không lấy nữa kìa. Ban chủ không nhận cống phẩm mà không rõ nguyên nhân. Anh, em gửi trái tim của em, anh nhận nha. Tim của mày đâu có đổi được ngân lượng, tim của ảnh đã có người khác giữ rồi. Ôi, dám rồi. Nó tên là Minh, nick của nó là Minh Chủ trên game online. Thằng này hiền, ít quậy phá, nhưng đồ tụi kia kính nể và cô gái trong trường mê lắm. Bởi vì nó có rất nhiều bí kíp để mau tăng level. Ê, có chuyện rồi đó. Tới coi. Ê, tụi mày xong xét kìa. Thôi chạy lẹ đi, chạy lẹ đi. Chạy, chạy. Đi ngang. Lạng gọi chết cái tụi nè. Dạ, em chơi caro. Lớn rồi mà còn chơi trò con nít. Phải chơi trò người lớn như tao nè. Tao với mày chơi. Quánh tù tì ra cái gì ra cái này. Quánh tù tì ra cái gì ra cái này. Là quánh tù tì ra cái gì ra cái giò. Ra giò. Tụi bay chỉ giỏi hiếp thắng khờ không à. Thấy nó hiện hiếp hoài. Cảm ơn. Xin lỗi nghe. Alo, Bảo Hương nghe. Anh à. Em yêu hả? Đang làm gì đó? Em đang luyện đàn. Ban chủ chưa học hả? Chưa. Anh đang ôn lại kinh thư lát trả cho sư phụ. Em yêu ơi, hôm nay mình nghỉ sớm, anh sẽ đón em về ban. Mình lên mạng công thành nghe. Ban chủ ơi. Em quên nữa. Chiều nay em có hẹn chat với phu quân của em là anh Hùng Cờ Lao. Để nghe kể chuyện Võ Lâm Trường Kỳ Việt hay lắm. Bây giờ em phải lên lớp rồi. Hẹn trưa mai mình gặp trên đỉnh Hoa Sơn. Ái ngọt nha. Bye nghe, bye nghe. Ban chủ, ai làm gì mà ban chủ cái mặt buồn chảy nước vậy? Anh Hùng Cờ Lao. Ê, phu quân người yêu ban chủ đó. Sao ban chủ không nói Bảo Hương đó ly dị thằng đó quách đi cho rồi, lấy ban chủ bổn sướng hơn sao? Thì tại ban chủ sợ công chúa buồn. Bảo Hương đòi ly dị nó mấy lần rồi mà nó không bằng lòng. Nó nói nó lỡ yêu rồi. Tao mà gặp được nó, tao sẽ đồ sát nó liền. Còn có người á, ngày đêm bên cạnh chăm sóc cho ban chủ mà ban chủ đâu thèm dòm ngó tới đâu. Thầy gom soi gương đi. Cái tướng của bà tôi nhìn còn muốn mửa đây nè. Đừng có nói gì ông. Thôi. Ê, thầy chú kìa. Hey. Thank you.
Thằng, thằng. Bạn ơi, thầy kêu. Thưa thầy. Em. Thưa thầy, không phải tại thắng đâu. Giờ em lỡ tay. Hai em theo tôi lên văn phòng. Ban chủ thắt khe do sale. Được nghỉ không đâu. Anh Hùng Cà Lao ơi, chồng có online chưa? Công chúa, anh Hùng Cà Lao đây. Xin nàng thứ lỗi, vì tiểu sinh bận việc ở trường nên online chậm trễ. Không sao đâu, tại chàng hẹn thiếp lên Sơn Hoa Đỉnh để nghe tiếp câu chuyện về giấc mơ của chàng, nên thiếp nôn gặp chàng ấy mà. Chàng kể tiếp cho thiếp nghe đi. Nàng nghe tiếp nha. Sau khi vẽ xong bản đồ thập nhị ma trận thì công chúa Bảo Hương bị các môn phái khác truy sát. Cô nương, hãy để tiểu sinh được bảo vệ cô nương. Xin đa tạ đăng sĩ cứu mạng. Không cần đâu. Cô nương là ai? Tại sao cô nương lại bị bọn chúng truy sát vậy? Tiểu muội là em gái nuôi của ban chủ phái Hắc Ám, công chúa Bảo Hương. Vì tiểu muội đang nắm giữ một bí mật mà có được nó sẽ thống nhất thập nhị sát quân, nên các sát phái khác đang truy đuổi để đoạt lấy. Tiểu muội xin lạy tạ tráng sĩ đã cứu mạng, giờ xin cáo biệt. Khoan đã, tiểu sinh tên là Anh Hùng, hiệu là Cờ Lao. Tiểu sinh không thể nào thấy người cô thế đang lâm nguy mà không ra tay cứu giúp. Xin cô nương hãy để cho tiểu sinh được bảo vệ cô nương, đưa cô nương trở về sát phái. Xin đa tạ tráng sĩ. Thank you.
người ta nó lột xác, nó lột xác. Tao chết chưa? Còn sống, nhưng mà giật giờ như con ma vậy đó. Hồi nãy giờ ngủ cho đã, bắt tao kéo con của mày mệt chết bà luôn à. Dậy đi, con của mày nó hết máu, nó lặt lìa lặt lội rồi kìa, thằng ôn. Công Thành kiểu này chắc bỏ mạng quá. Trời ơi, Công Thành đi, Võ Lâm đang chờ kìa. Ban chủ không cho phép, ai dám Công Thành? Thôi, Công Thành đi. Cơ. Thằng nào dám qua mặt tao? Thằng nào muốn qua mặt ban chủ, bước qua xác chết của tôi. Thôi đi bà, tướng của mày trình hình như vậy, nó bước qua làm cái gì? Cho té quần hả? Thằng anh hùng cờ lao, nó mở rương lấy hết đồ đạc rồi. Lại là anh hùng cờ lao, nó cướp người yêu, bây giờ còn cướp của nữa. Vậy mình phải làm sao? Mất mặt lắm ban chủ ơi, thật là quá đáng quá đáng. Thằng anh hùng cờ lao nó không coi ban chủ ra cái con dịch gì hết trơn á. Bây giờ tính sao mình? Kêu hết tất cả mọi người trong bang về đây. Quý trời ơi. Ladies and gentlemen, welcome to Bôn Giao. Nói tiếng Việt đi. Chào mừng quý vị cao thủ đã nhào đầu tới với Bổn Giao. Và trước tiên, để quánh dấu cái sự kiện có một và không bao giờ có cái lần thứ hai này, Đông Tà tôi xin đại diện cho Bổn Giao gửi tặng đến tất cả quý vị có mặt ở đây một món quà thật là đặc biệt. Có lẽ những cái bản mặt này đang hồi hộp không biết món quà ở trong đó là món quà gì chứ gì. Tôi đây mà còn hồi hộp chứ đừng có nói gì ai. Món quà đó đang nằm ở trong này. Xin mời quý vị hãy banh con mắt ra mà thưởng lãm đi. Tăng 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 tăng. Không có gì đặc biệt, đơn giản chỉ là xe nước mía thôi. Xin mời. Lọn hát. Thì ra là bà quỷ mông rô hàng nhái kia. Mém chút xíu nữa té cái nách tao luôn rồi. Vậy hả? Mời các cao thủ tới nhận hàng mời, đi. Xin mời các cao thủ. Trước khi mọi người nâng ly, cho tôi được nói đôi lời. Hôm nay
tôi xin nói lời chia tay với mọi người. Tôi xin rút khỏi Võ Lâm và từ chức ban chủ phái Hắc Ám. Ồ, sao kỳ vậy? Sao lại bỏ rơi tụi tôi? Ban chủ, tại sao vậy hả? Tại sao lại từ chức hả? Minh ban chủ đi nước ngoài hả? Không biết, em không biết, không biết đâu, không biết. Ban chủ ơi, ban chủ ơi, ban chủ, ban chủ, ban chủ ơi. Ban chủ từ chức. Ai dẫn dắt tụi em lên mạng để tấn công các bang phái khác, lấy lại bảo bối hả? Ban chủ. Ông của ban chủ, tụi tôi như rắn mất đầu. Các bang phái khác tụi nó mà mạnh lên sẽ nuốt chửng tụi tôi thì sao? Làm ơn bình tĩnh đi mấy cha mấy mẹ ơi, cho đi qua đây. Tôi vì tài hèn sức yếu nên đã để cho một kẻ lạ mặt có biệt danh là anh hùng cờ lao đột nhập vào server của bổn giáo, lấy đi tất cả các vật phẩm, trong đó có tất cả các của cải mà quý vị đăng ký gửi trị giá trên 100 triệu đồng. À, tôi hết rồi hả? Trời ơi, tôi sẽ quần. Đồng của em thì sao? Sống làm sao đây? Chết rồi. Trời ơi, còn tiền của tôi thì sao? Công lực của anh hùng cờ lao rất mạnh, vượt hơn đẳng cấp của bổn giáo rất nhiều. Mặc dù đã dốc toàn lực nhưng vẫn không bảo vệ được kho báu. Sau khi hát xong, hắn còn để lại danh tánh và thách thức bổn giáo tìm ra hắn. Trời ơi, làm sao mà tìm ra hắn bây giờ? Nhân đây có mặt tất cả mọi người, ai có cao kiến gì xin cho tôi biết. Tôi. Mời Sạc lại đây nhân. Tôi thấy phải báo ngay cho máy chủ bỏ tù thằng đó, rồi không chế tài khoản của nó. Sao sao mấy người thấy sao? Không được, không được. Như thế là manh động, nó sẽ bỏ trốn. Chúng ta đang cần bắt nó mà. Theo tôi, nó thuộc server tại thành phố, nên tôi muốn xử nó theo kiểu Võ Lâm giang hồ mà không cần tới luật pháp can thiệp. Nếu tất cả mọi người ở đây thống nhất thì ngay lập tức truy tìm kẻ nào có biệt danh anh hùng cờ lao, bắt nó về đây chịu tội và trả lại hết tất cả vật phẩm cho chúng ta. Đúng rồi, bắt về đây thôi. Có như vậy tôi mới yên tâm lãnh trách nhiệm lèo lái con thuyền Võ Lâm tiếp tục được. Nếu mọi người không còn ý kiến gì khác, ngay ngày mai hãy cho cao thủ truy tìm tên anh hùng cờ lao. Ai phát hiện được, tôi sẽ mở ngân thưởng liền 20 tinh hồng bảo thạch, 10 cuốn tẩy tử kinh, 20 ngựa vàng ngọc sư tử. Mọi người có đồng ý hay không? Đồng ý, đồng ý chứ. Nhiều đồng ý, đồng ý. Xin đứng đi. Vô, vô, vô. Bia để lâu nó đẹp qua đầu thì có lắm. Tại sao lại là anh hùng cờ lao chứ? Hỡi cao thủ Võ Lâm, giang hồ hiểm ác, lại đây nhanh lên, nhanh lên. Chính tạm không phân biệt, nghe lại đây. Nghe lệnh chị bông loa dặn nè, nhanh lên, nhanh lên. Cảnh Thừa Sơn quận 7 nha, Nguyễn Long Nữ Hồi Giáp, Chương Quán quận 4. Nhanh lên, nhanh lên, bày tỉa ra, nhanh lên. Xã Tốn Tân Bình, nhanh lên. Biết rồi, tôi biết rồi, nhớ chưa, không nhớ được. Kim Khoa bà, quên nữa, Kim Khoa bà, hấp hồ nha, Kim Khoa bà, nhanh lên đi ha. Nhanh lên đi, rồi con mình lên, tự ra nhớ. Em thấy mình làm vậy cũng đâu có kết quả gì. Hay để em liên hệ với ảnh. Không được, em đã cho nó thấy mặt em và em cũng cho nó biết rất rõ về em. Vậy mà có bao giờ nó chịu gặp mặt em đâu. Nó đâu có ý đồ cướp của anh từ trước. Tại vì trong game ảnh quá tốt với em nên em cho ảnh nhìn mặt là chuyện thường. Cũng giống như em cho anh gặp và yêu em trên mạng vậy thôi. Bởi vậy em hẹn nó bây giờ nó sẽ nghi ngờ và chuồn ngay. Nhưng mà thôi, để đàn em nó lo. Nhưng anh sẽ truy sát nó tới cùng. Anh có chắc là anh hùng cờ lao không? Chắc chắn, vì nó biết em là người yêu của anh. Nó muốn chọc tức và hạ uy tín của anh để cướp em. Được, chơi với anh sẽ chơi giang hồ với nó. Đụng tới ổ kiến lửa rồi. Anh nói chuyện sao giống xã hội đen quá. Đây chỉ là trò chơi ảo trên mạng thôi. Ảo với em nhưng mà thật với anh. Uy tín tạo lập bang phái còn đâu. Mọi người sẽ nghĩ về anh như thế nào? Đường đường là một bang chủ mà không bảo vệ được tài sản của anh em, bây giờ phải lấy tiền túi ra đền. Nghe. Sao? Bắt được rồi hả? Được được, tao về liền.
bẩm ban chủ, em đã túm được 20 cao thủ từ khắp các nơi về rồi đó. Bây giờ ban chủ muốn thì tự coi đi, em mệt muốn le lưỡi rồi, không có giới thiệu, cảm ơn nhiều. Bạn tên là gì? Anh thông cảm, cả tháng trời em ở trong phòng game chơi game, không có ra ngoài tắm rửa cho nên nó hơi hôi. Nghe nói có người cho ngân lượng gì đó, em mới rời khỏi u game cốc mà ra đây đó chứ. Em thuộc phái cái bang, nickname của em là anh hùng thời đại. Anh hùng thời đại mà vậy đó hả? Dạ. Dạ, còn con là anh hùng của... Vậy ở đây ai là anh hùng cờ lau? Không ai. Có lão nạp, anh hùng cờ tướng. Lão nạp đang chơi game ở nhà, tự nhiên có cái cậu này nói là có anh Minh ban chủ mời đến để cho ngân lượng áo sống. À, lại đây nãy giờ uống hết mấy ly nước mía, no chết mẹ mà có thấy ngân lượng áo sống gì đâu. Dạ, con đang chơi, tự nhiên có cái cô kia kìa, cô nói theo cô chỉ chỗ lấy ngân lượng nhiều lắm. Excuse me, có mình ban chủ ở đây không phải? Tôi đây. Chào anh. Tôi là Minh đây, anh là ai? Giới thiệu với anh, tôi là tổng giám đốc tập đoàn tài chính đa quốc gia LBT, trụ sở đặt tại tòa nhà trung tâm thành phố. Tôi đến để lấy ngân lượng. Nickname của tôi là anh hùng rơm. Chú là anh hùng rơm hả? Còn con là anh hùng cỏ nè, con với chú Công Thành ngoài đó. Con là anh hùng cỏ, rất hân hạnh được gặp anh hùng rơm. Ồ, vui quá, quá vui. Tại hạ cảm ơn tiểu đệ đã cho máu và cứu huynh thoát chết hôm trước. Công lực của tiểu huynh đài quả nhiên thâm hậu. Cảm ơn, vui quá, quá vui. Không dám, thường thôi. Thường thôi. Ôi, không thường, không dám thường thôi. Dạy tay lên. Nói trong ngày mai mà tụi bay không tìm ra thằng anh hùng cờ lao là tụi bay phải chết. Trời ơi. Mày tính làm sao đây? Mày hỏi tao biết hỏi ai chứ hả? Tìm không ra cái thằng anh hùng cờ lao đó đó, là thằng Minh nó nổi khùng lên á, là tao với mày á, đã chết chắc. Vì giận vua Rim cho nên nàng Sida mới bỏ vào trong rừng. Rừng là tỉnh nào? Trong rừng đó mày. Khi nghe tin vua Rim băng hà thì nàng Sida mới từ trong rừng mà trở lại Kinh Thành. Đó là tuần cái lương nàng Xê Đa. Hiểu rồi, tao hiểu rồi. Vậy là cái thím Xê Đa đó là má của thằng anh hùng cờ lao. Má mày, mày nhuộm tóc rồi sao mày ngu quá à? Mày ngu quá đi. Tao áp dụng chiêu ngày xưa, tao tính chuyện bây giờ. Vua Đêm giả bộ chết, nàng Xê Đa mới từ trong rừng trở về. Mệt quá, tao thối quá rồi. Vậy nè, bây giờ mày cho game thủ phao tin ra là con Hương công chúa bị tai nạn giao thông. Lúc đó thằng hùng cờ lao dù trên núi hay dưới giếng nó cũng phóng về thăm người yêu của nó, hiểu không? Mày sao vậy? Bị trúng gió hả? Mày đánh mà mày hay quá. Hết hồn mày. Chờ tao đi. Mày làm gì vậy? Móc điện thoại. Alo, cho tao cái bát của con Hương đây. Không cần biết làm gì. Ok, cảm ơn. Yeah. Mặt nó khờ khờ mà mê gái thiệt. Mới hùng cái là nó chạy tới liền. Trời ơi, đúng là anh hùng cứu mỹ nhân, yêu vợ chồng ảo mắc cười quá. Bởi vậy mới chơi kìa. Sao lại là mày hả? Thằng cờ, anh hùng cờ lao. Sao mày lại là anh hùng cờ lao? Trong lớp mày là một thằng nhát ghê.
Nhưng mà tao không ngờ mày lại là một thằng hacker cao tài ấn. Không kháng cự hả? Anh hùng lắm à. Dám ăn cắp đồ của tao. Rương của tao mày cũng lục. Mày lấy đi hết của cải. Mày biết tao là ai không? Mà mày dám lấy đồ của tao hả? Giờ mình đánh tôi, tôi có lấy gì của mình đâu. Nhưng mày có phải là anh hùng cờ lao không? Thì trên mạng tôi là anh hùng cờ lao, nhưng tôi không lấy gì của mình hết. Mày chối hả? Muốn sống thì trả ngân lượng và hết vật phẩm cho tao. Còn không hả? Mày chết! Giết mày! Dừng lại! Công chúa, thì ra công chúa không bị tai nạn à? Tiểu sinh không thể thấy người cô thế đang lâm nguy mà không ra tay cứu giúp. Xin cô nương cho phép tiểu sinh được bảo vệ cô nương và đưa cô nương trở về sắc phái. Anh có làm điều đó không? Không. Mấy anh làm gì vậy? À, có làm gì đâu. Đang có chuyện chơi mà. Em tới xong nói cho anh biết trước. Bạn bè thôi. Anh Minh, em không ngờ anh độc ác như vậy. Anh Thắng cũng là bạn học của anh mà. Em không thấy nó đã cướp đi tất cả của cải mà anh đã tạo ra từ trước tới giờ sao? Anh chỉ biểu nó trả lời thôi. Nhưng anh cũng đâu có thể đánh người ta gần chết như vậy. Nó là thằng ăn cắp, anh phải đánh cho nó chừa. Những thứ đó chỉ là trò chơi, là đồ ảo. Anh đánh người ta là vi phạm pháp luật, anh biết không? Anh thả người ta ra ngay đi. Tụi bay đem nó lên lầu đi. Khô máu rồi, để tao đưa lên lầu dưỡng thương. Mời bạn Thắng theo mình lên lầu uống nước mía nha. Bây giờ anh có thả người ta ra không? Nếu không, em đi báo công an. Được, hãy xem nhất dương chỉ đây. Lì hả mày? Chà ơi, chụp ra. Thả tôi ra. Mày nhìn đi, một chút nữa cái tay của mày nó cũng nát như khúc mía này thôi. Nhìn cái mày. Nếu mày không trả đồ cho tao thì tao sẽ cho nghiền nát hai bàn tay của mày, để coi mày còn chơi game nữa được không? Không, không, tôi chỉ chơi game thôi, tôi không lấy qua cái gì hết. Bỏ mày. Không, cầm hiểu. Nín cái này. Trả đồ qua kêu cho ban chủ thì bàn tay mày hết bấm chuột luôn. Không. Đừng ra. Không. Đừng. Đừng ghi nhắc tay tôi. Làm cái gì mà sợ dữ vậy mày? À, hả? Bà chủ ơi, nó chịu không nổi, nó tè rồi. Thiên, nó tè trong phòng rồi nè. Nó tè rồi. Tao cho mày ngồi đây suy nghĩ tới ngày mai. Nếu mày vẫn không trả lại đồ cho tao thì tay của mày sẽ như khúc mía. Mẹ ơi.
Thắng ơi, con đi đâu mà giờ này chưa về vậy con? Dòm cái gì thằng quỷ? Sao không? Không sao, rửa từ đó đi. Hả? Má ngoại, làm gì vậy? Bộ muốn chết hả? Ngu sao chết? Làm gì vậy? Đang đóng phim chú ơi. Phim gì? Võ Lâm Truyền Kỳ của hãng Phước Sang. Hay lắm, nhớ rủ bà con coi đông đông nha. Trời. Nó chạy mất đâu, được đi mày. Mấy thằng quỷ chơi game cho cố vừa lắm à. Trời, chết rồi má ơi. Có sao nhỏ? Có sao mày? Có sao mày? Nhỏ, có sao? Hả? Trời, con gái hả? Có sao không cô? Có sao không? Ông mê một chút thôi. Gì tôi mê cô? Ông mê. Ông mê là ê mong đó ông ơi. Cảm ơn, bye. Trời đất ơi, đúng là yêu quái. Dừng lại, bọc hậu. Đơn lạnh, chi
yêu thân đây à. Mày giữ ôn phải không? Trời ơi, không có hàng đâu. Vô hẻm. Mẹo lại vô hẻm đi. Hẻm nào, nhiều hẻm quá biết hẻm nào. Đại tao. Trời ơi, vô đại cái hẻm này coi hên xui. Chạy, chạy hả? Mày hả? Mày đưa cái lưng đây, tao đập một cái coi. Trời ơi, hả? Đập, được rồi, chạy, chạy, chạy. Hả, tao, tao sẽ lên ngựa. Ủa không, lên xe. Chạy đi. Kẹt rồi. Mày tông vô đít tao vài cái coi. Chà. Tao kêu mày tông vô đít xe. Tông vô đít tao làm cái gì? Tông đi. Mạnh lên, mạnh lên. Có nhiều công lực dồn hết. Tông một cái thôi nha. Chà. Ê, có sao không mày? Có sao không? Yêu cái mộng tao rồi. Thôi ráng đi, lỡ theo bằng chủ nhúng tay vô chàm rồi. Hả? Nhúng tay chứ đâu có nhúng đích. Cái đích là mày tự nhúng. Đưa tao coi coi. Hả? Mông độ mau. Ê, ê, ê. Nó vô đây là đường cùng rồi. Em ở đây canh chừng tụi nó. Anh ra ngoài tìm mấy đứa kia. Thôi bỏ đi. Con nhỏ nó không xứng đáng với anh nữa đâu. Anh Minh, em yêu anh. Không. Mệt lắm rồi đó, anh nghỉ ngơi chút đi. Đợi tụi nó tìm không ra và bỏ đi, tôi sẽ đưa anh về nhà. Vì cảm kích trước tấm lòng nghĩa khí và mang ơn cứu mạng của chàng, thiếp nghĩ chỉ có chàng mới thống nhất được thập nhị sát quân. Cho nên thiếp xin giao bản đồ lại cho chàng. Xin chàng hãy nhìn cho kỹ. Hả? Linh.
Mày trốn thùng nào. Ây cha. Nó nè. Nó nè. Sao này mày? Ê, lão ta, mày thấy nó đâu không? Không thấy. Mày có thấy nó không? Tao thấy nó, tao hỏi mày làm gì? Ha. Tìm đi. Đi tìm đi. Tao thấy cái giò đó rồi. Tụi bay, chui vô, lôi nó ra. Mày vô đi. Chui cái mày. Cái mông tao vậy sao vô? Mày chui bằng cái đầu hay là bằng cái mông? Cái mông. Không, cái đầu. Cái đầu thì chui vô đi. Thằng Tây, chui vô. Chui đi, tao sẽ ủng hộ tinh thần cho mày. Tôi lên. Yeah, 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 yeah. Nhận lời da. Trời ơi. Cái thằng mắc dịch, mày không thấy bản cấm khu vực đang bị sạt lở sao? Mày đạp vô đó hoài. Mày có thấy nó không? Để kiếm đã. Kiếm đi. Ê, mày coi tên của thằng nào đi trên đầu tao vậy? Mày có thấy nó không? Mày có thấy không? Không đây. Hả? Thấy hả? Không đây. Mày ở đâu nào? Mày thấy nó rồi hả? Thấy ông nội mày. Ủa à, ông nội tao vô trong chi ta? Ông nội mày dưới này nè. Mày lì quá, tao đuối cho mày. Tại sao phải bội tôi hả? Tôi yêu anh là yêu một ba chủ anh minh nghĩa hiệp, chứ không phải một cả giang hồ xã hội đen. Anh mất hết tin rồi. Tại sao anh cứu nó? Tình yêu của tôi đối với em bao nhiêu năm qua không bằng một ngày của hàng tháng cơ áo hay sao? Tôi không cần anh nữa. Anh về đi. Tại sao? Được. Ai phản bội tôi đều phải chết. Phải chết. Phải chết. Tụi bay, hút khói cho tao. Yes, sir, ban chủ. Bây giờ tôi đếm 3 tiếng đó. Em có chịu ra không? Chạy, chạy. 1 2
Chạy lên đi, chạy lên đi lửa kia ơi, chạy lên đi ngọn lửa kia ơi, ba bồn cháy mãi, cháy. Gì vậy? Cháy, má ơi, trời ơi, cháy rồi, cháy, má ơi, cháy rồi, cứu hỏa đâu, cháy lớn rồi, cứu hỏa nước, nước đi, cứu hỏa, à. Tao biểu tụi mày hung khói thôi mà, ai biểu tụi mày đốt lửa, dẹp lửa. Dập lửa mau! Dập lửa! Đồ ngu! Cái gì vậy mày? Ngu! Biểu mày không khói thôi, sao mày đi đốt lửa? Ngu! Cũng giống tao thôi, dập lửa đi! Mày dập đi, tao bị phỏng rồi! Hương ơi! Hương ơi Hương!
sao anh cứ gọi tôi là công chúa hoài à? Tôi thấy cô giống như công chúa trong giấc mơ của tôi. Hồi nhỏ, mẹ tôi thường hay kể những câu chuyện đời xưa. Tôi mơ mình được là anh hùng, trong giỏi làm việc. Cho nên tôi đã cố gắng học để thiết kế những trò chơi mang chất lịch sử của Việt Nam. Giờ rồi nó đã đi vào trong giấc mơ của tôi, lúc nào tôi cũng không biết nữa. Sao anh không cho tôi gặp mặt? Tôi không bao giờ muốn cho cô gặp, vì tôi biết thân phận mình nghèo. Chúng ta chỉ có thể hiểu nhau trên game online và cưới nhau trong ảo tưởng mà thôi. Trong lớp, tôi là một người nhút nhát, luôn bị ăn hiếp. Tôi muốn mình trở thành anh hùng để được ở gần cô, để được bảo vệ mẹ tôi mỗi khi bị bọn giang hồ ức hiếp. Nhưng đó chỉ là giấc mơ trong game online mà thôi. Hả? Minh! Nó kìa! Nó kìa! Đâu? Kìa! Nó còn sống! Hey!
em. Em tránh ra coi. Anh Minh, anh đã đi quá xa rồi anh biết không? Những đồ chơi trong Game Online đó đáng bao nhiêu, em sẽ trả lại cho anh. Đừng giết người vì những thứ đó. Đây không phải là tiền bạc mà là danh dự, em hiểu không? Chứ không phải vì muốn thăng cấp bằng mọi giá trên Game Online mà anh chém giết người ta không thương tiếc sao? Để cho thằng hacker này nó phá đám, Võ Lâm sẽ loạn hết. Anh muốn những thứ đó để làm bá chủ Võ Lâm hả? Anh lầm rồi, đó chỉ là ảo tưởng, còn đây là đời thật. Chúng ta còn tình người nữa, anh hiểu không? Em tránh ra đi. Anh tỉnh lại đi. Ở trong game, anh làm gì cũng được, thậm chí có hy sinh tính mạng cũng không sao, vì anh có thể quay về điểm xuất phát. Còn ngoài đời, nếu anh làm sai dù chỉ một lần, cũng không còn cơ hội làm lại. Anh kia, mày có trả lời đồ cho tao không? Tôi không có lấy gì của mình hết á. Mình hãy tin tôi đi. Tới nước này mà mày còn chối nữa hả? Anh Minh, đừng. Em, tránh ra khỏi. Mày, đừng anh Minh. Mày, đừng. Ơi, à. Hương, thằng sẽ bảo vệ cho Hương. Lại, lại, lại. Không được đụng tới tôi. Tà tráng sĩ đã đưa thiếp về tới sắc phái. Thiếp... Công chúa, công chúa hãy bảo trọng. Việc vẫn chưa kết thúc mà. Tôi đã giữ lời hứa đưa nàng về tới sắc phái, nhưng không giữ được mạng sống của anh. Tôi đã tìm được một thứ quý giá hơn mạng sống của mình, đó là lòng tin. Lòng tin của cô dành cho tôi. Sao anh lại đổ cho em làm gì? Tôi muốn chứng minh tôi không phải là người xấu. Tôi muốn làm anh hùng một lần trong đời thật của mình.
chứ không phải trong thế giới ảo trên game online. Tôi yêu Hương. Anh Hùng, tôi quyết định phải mổ ngay ca này. Có ai có ý kiến nào khác không ạ? Thưa bác sĩ, bệnh nhân thuộc nhóm máu hiếm, mà hiện nay trong ngân hàng máu của bệnh viện chỉ còn một ít. Tôi sợ không đủ để duy trì sau ca mổ. Ít là bao nhiêu? Tôi cần con số cụ thể. Dạ, chỉ số HP của nạn nhân rất là thấp. HP là cái gì? Dạ, HP là heparin, chỉ lượng máu sinh mệnh của người chơi. Khi mà lượng HP xuống tới không thì người chơi sẽ chết và phải quay về điểm xuất phát. Người chơi là ai? Tôi hay là cô? Dạ là em chơi. Chơi cái gì? Dạ chơi game thầy. Hả? Thầy ơi, HP là máu trong game online thầy. Thầy ơi vui lắm thầy ơi. Bữa nào thầy rảnh em chỉ thầy chơi. Thầy vô game rồi nó bắn rung 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 đã lắm thầy. Mấy chị rảnh em chỉ mấy chị đi chơi luôn. Đây là sinh mạng của người thật chứ không phải là nhân vật ảo trong game online của cô. Chết trời ơi, cô về nhà mà chơi game luôn đi. Đưa người khác đến đây cho tôi. Tìm trên mạng xem ai có nhóm máu giống như nhóm máu của bệnh nhân và đồng ý cho. Dạ. Làm ngay nha. Dạ. Thầy ơi em lộn thầy. Thực tập kiểu này cô có còn lâu mới mà tốt nghiệp. Rồi, vậy là về thành dưỡng sức rồi. Gia nhập cái bang rồi. Sao lộn hoài vậy trời ơi. À, mình mang chậu. Thôi, vô đây mà còn ban chủ cái gì. Minh à, mày tha lỗi cho tụi tao nha. Tụi tao thú tội hết rồi. Tụi bay thú tội gì? Một mình tao làm thì một mình tao chịu. Tụi bay chỉ bị tội gây rối trật tự công cộng thôi. Tao hối hận quá. Mày làm gì vậy? Tình cảm của mày đối với bạn bè thiệt là như biển rộng sông dài. Mày đã nói vậy tao không thể nào giấu được. Tao nói thiệt cho mày nghe luôn. Chính tao đang cấp password của mày. Mở rường lấy hết bảo bối của bàn phái. Bán được $4,000. Mày thông cảm tại vì tao thua đá banh quá. Mà tụi nó nói nếu tao không trả, tụi nó sẽ lóc thịt tao. Mày nhìn đi, tao đâu có thịt để cho tụi nó lóc. Thông cảm nha. Đừng nhìn tao bằng ánh mắt buồn như vậy. Mình à, tụi tao dùng Bảo Hương công chúa để lấy bát của thằng anh hùng cỡ lao, rồi tạo ra một hắc giả lấy cái tên của nó để cho mày khỏi nghi ngờ và đổ tội cho nó. Tao biết mày rất ghét thằng anh hùng cỡ lao, nhưng tao không ngờ đó là nick của thằng thắng khờ học cùng lớp với mình. Mình à, sao tôi làm vậy? Chạy ra đi, trúng rồi, chạy ra, giết rồi. Bắt nó đi mấy anh ơi, thằng này nó bị nhiễm game nặng lắm rồi, nó hết tức tưởng rồi. Anh còn muốn nói gì nữa không? Tôi có một nguyện vọng. Tôi muốn vào thăm thắng trước khi vô trại. Bên bệnh viện vừa báo cho chúng tôi biết anh thắng chỉ còn có thể sống trong vòng 24 giờ nữa thôi. Cùng nhóm máu với anh. Cảm ơn.
Hôm nay chính là lúc chúng ta đoàn kết, thống nhất lại toàn bộ đất nước và chứng minh nội lực của mình. Chúng ta chỉ mạnh khi biết cùng nhau nắm tay lại để xây dựng đất nước đại việt của chúng ta. Tiến lên!